Thưa quý vị, mời quý vị theo dõi bản tin cuối ngày của Báo Phụ Nữ Thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay Chủ nhật ngày 24 tháng 11, bản tin gồm những nội dung đáng chú ý sau đây. Hội An đề nghị công an điều tra thông tin chi hơn 1,6 tỷ đồng để có suất đạp xích lô. Bộ Giáo dục và Đào tạo đề xuất chụp ảnh người thi chứng chỉ ngoại ngữ để chống thi hộ. Từ ngày 1 tháng 1 năm 2025, người dân được tổ chức đám tang, đám cưới trên vỉa hè, lòng đường trừ cao tốc. Công an vào cuộc vụ thợ trang điểm bị ép cởi đồ do nghi lấy 20 triệu đồng. Bệnh viện Nhi Trung ương lập phòng tham vấn, hỗ trợ trẻ em bị xâm hại. Từ tháng 1 năm 2025, hình ảnh ghi nhận tài xế phải được truyền về Cục Cảnh sát Giao thông. Dự án vành đai 4 thành phố Hồ Chí Minh sẽ thu hút gần 47.000 tỷ đồng từ vốn tư nhân. Thêm 200 trẻ em bệnh tim được cứu từ vết sẹo cuộc đời. Đại học nào có số giáo sư, phó giáo sư được công nhận nhiều nhất năm 2024? New York hợp pháp hóa ngoại tình. Và sau đây là những thông tin chi tiết. Tối 23 tháng 11, Ủy ban Nhân dân thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam cho biết, cơ quan này đã đề nghị công an vào cuộc xác minh việc một tài khoản mạng xã hội đưa thông tin rằng người dân ở Hội An phải chi tiền tỷ để có suất lái thuyền, đạp xích lô tại phố cổ. Trước đó vào ngày 22 tháng 11, tài khoản có tên Minh Ohio đã đăng tải một video tại Hội An lên mạng xã hội Facebook và TikTok. Trong bài đăng, người này nói để lái được những chiếc thuyền có mã số trên khu vực sông Hoài, các chủ thuyền phải trả từ 1,6 đến 1,8 tỷ đồng để hoạt động từ 16 đến 22 giờ. Ngoài ra, việc đạp xích lô tại phố cổ Hội An cũng tương tự như vậy. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hội An Nguyễn Văn Sơn cho biết, thông tin người dân phải chi số tiền trên để được hoạt động ghe bơi và xích lô tại địa phương là hoàn toàn bịa đặt. Theo ông Sơn, những người đạp xích lô hay lái thuyền trên sông Hoài được quản lý bởi nghiệp đoàn xích lô và ghe bơi Hội An. Với khoảng 100 xích lô và gần 300 ghe bơi, họ là người dân ở Hội An, đa phần có hoàn cảnh khó khăn nên được địa phương tạo điều kiện hành nghề. Lãnh đạo thành phố Hội An cho rằng, hành động đăng tải thông tin thất thiệt, câu view của người này đã làm tổn hại đến hình ảnh của phố cổ trong mắt mọi người. Địa phương đã đề nghị Công an thành phố, Sở Thông tin Truyền thông tỉnh Quảng Nam, Sở Thông tin Truyền thông thành phố Hồ Chí Minh phối hợp xác minh thông tin của chủ tài khoản đăng tải video nói trên để xử lý theo quy định. Trong dự thảo thay thế thông tư 23/2017 về quy chế thi đánh giá năng lực ngoại ngữ theo khung năng lực 6 bậc dùng cho Việt Nam, Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa công bố một số điểm mới. Trong đó, dự kiến các thí sinh thi chứng chỉ ngoại ngữ theo khung 6 bậc của Việt Nam sẽ được chụp lại ảnh trong quá trình làm bài. Bộ cho rằng đây là giải pháp để chống thi hộ, đảm bảo kỳ thi diễn ra công bằng, an ninh. Về ảnh chụp thí sinh cùng các thông tin cá nhân, hội đồng sẽ cập nhật trên trang thông tin điện tử của kỳ thi để các đơn vị sử dụng chứng chỉ sau này có thể trực tiếp tra cứu, xác minh. Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam được chia làm 3 cấp, sơ cấp, trung cấp và cao cấp và 6 bậc từ bậc 1 đến bậc 6 và tương thích với các bậc từ A1 đến C2. Khung này được áp dụng với nhiều ngoại ngữ. Cả nước hiện có 35 trường đại học tổ chức thi đánh giá năng lực tiếng Anh theo khung 6 bậc. Một trong những điểm mới tiếp theo của dự thảo là tăng cường tính tự chủ và chịu trách nhiệm giải trình của các đơn vị tổ chức thi hoặc liên kết tổ chức thi. Theo đó, thông tư này chỉ quy định khung, các yêu cầu, tiêu chí tối thiểu đối với các đơn vị tổ chức, không quy định chi tiết quy trình tổ chức thi như trước đây. Trên cơ sở này, các đơn vị xây dựng quy trình công khai và gửi để Bộ Quản lý, giám sát. Điều này sẽ giúp mở rộng địa điểm thi, tạo thuận lợi cho thí sinh trong việc đi lại, tham gia thi. Luật Trật tự An toàn Giao thông Đường bộ có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2025 đã nêu rõ quy định về việc sử dụng lòng đường, vỉa hè và giao Bộ Giao thông Vận tải trình Chính phủ về quy định chi tiết của việc này. Bộ Giao thông Vận tải đang lấy ý kiến các bộ ngành về nội dung trên, trong đó Bộ đề xuất Chính phủ quy định tổ chức, cá nhân được sử dụng tạm thời lòng đường, vỉa hè phục vụ các hoạt động như sự kiện chính trị, văn hóa, thể thao, thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, phòng chống khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh, cháy nổ và phục vụ các hoạt động cứu nạn, cứu hộ, phục vụ thi công xây dựng công trình. Người dân cũng được sử dụng lòng đường, vỉa hè trên các tuyến đường huyện, xã, thôn, đường chuyên dùng, đường đô thị vào việc tập kết, thu gom rác thải, vật liệu xây dựng, tổ chức đám tang, đám cưới hay sử dụng vào việc trông, giữ phương tiện giao thông trong trường hợp cần thiết. Tuy nhiên, đường cao tốc không cho phép sử dụng để thực hiện các mục đích trên, trừ khi có yêu cầu đặc biệt về quốc phòng an ninh.
sáng ngày 24 tháng 11, Công an xã Mỹ Tịnh An, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang đã mời những người liên quan vụ hai thợ trang điểm bị vu khống lấy 20 triệu đồng xảy ra tại địa phương lên trụ sở làm việc. Trước đó, vào sáng 21 tháng 11, ông NNT, 47 tuổi, ngụ xã Mỹ Tịnh An, tổ chức lễ cưới cho con trai. Cô dâu thuê MN và NT làm thợ trang điểm. Đến 10 giờ cùng ngày, mẹ chú rể phát hiện mất 20 triệu đồng nên báo trong gia đình. Nghi ngờ hai thợ trang điểm lấy số tiền này, ba người thân của chú rể là TTN, 39 tuổi, KL, 41 tuổi và ND, chưa rõ năm sinh, đã lục soát đồ đạc của hai cô gái, đồng thời yêu cầu họ cởi quần áo để kiểm tra người. Do quá tức giận vì bị đổ oan, hai cô gái đã chấp nhận cởi quần áo để người nhà chú rể kiểm tra. Sau khi không tìm thấy tiền, ba người này đã bỏ ra ngoài. Sau đó, một trong hai cô gái đã đăng video bị lục soát đồ đạc lên mạng xã hội với thái độ bức xúc vì có cảm giác bị hạ nhục. Đồng thời, cô cũng đến công an xã Mỹ Tịnh An để trình báo vụ việc. Tại buổi làm việc với công an vào sáng 24 tháng 11, ba người thân của chú rể thừa nhận đã trực tiếp lục soát vali đồ đạc của hai thợ trang điểm và có yêu cầu kiểm tra người. Do không tìm thấy tiền nên cả ba bỏ đi. Hiện công an xã Mỹ Tịnh An đã lập hồ sơ vụ việc tiến hành xử lý theo quy định của pháp luật. Từ tháng 11, Bệnh viện Nhi Trung ương Hà Nội chính thức đưa vào hoạt động phòng tham vấn, hỗ trợ trẻ em bị xâm hại và mắc một số tình trạng khác liên quan tâm lý, tình cảm, sức khỏe. Dự án do Bộ Y tế và Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc UNICEF phối hợp triển khai tại bệnh viện này. Theo báo cáo từ Bệnh viện Nhi Trung ương, từ tháng 2 đến tháng 10 năm 2024, đơn vị đã tiếp nhận và điều trị 54 trường hợp trẻ em là nạn nhân của bạo lực, xâm hại. Trong đó, 68,5% trẻ bị xâm hại thân thể, 24,1% bị xâm hại tình dục, 7,4% bị xâm hại do bị sao nhãng. Các nạn nhân là trẻ em chưa đủ nhận thức, khả năng tự bảo vệ. Do đó, việc thành lập phòng tham vấn, hỗ trợ trẻ em ngay tại bệnh viện là rất cần thiết. Bệnh viện Nhi Trung ương cho biết, phòng tham vấn hỗ trợ gồm các bác sĩ, điều dưỡng, nhân viên công tác xã hội, cán bộ tâm lý, pháp lý. Ngoài công tác chăm sóc, tham vấn tại chỗ, phía bệnh viện cũng kết nối phối hợp liên ngành với Bộ Y tế, Bộ Công an và các cơ quan liên quan để hỗ trợ trẻ và gia đình kịp thời cho từng trường hợp nhằm giảm thiểu mức độ tổn thương về mọi mặt cho trẻ em. Luật Trật tự An toàn Giao thông Đường bộ có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2025, quy định xe ô tô chở người từ 8 chỗ trở lên, kinh doanh dịch vụ, xe ô tô đầu kéo, xe cứu thương phải lắp đặt thiết bị giám sát hành trình và thiết bị ghi nhận hình ảnh người lái xe. Để triển khai quy định trên, Bộ Công an vừa ban hành thông tư quy định rõ việc quản lý, vận hành hệ thống này. Theo đó, hệ thống dữ liệu thiết bị giám sát hành trình và ghi nhận hình ảnh người lái xe bao gồm dữ liệu định danh như tên đơn vị, biển số xe, tải trọng xe, dữ liệu hành trình gồm biển số, tốc độ, thời gian và dữ liệu hình ảnh người lái xe gồm tọa độ, hình ảnh tài xế. Các dữ liệu này phải được truyền về máy chủ Cục Cảnh sát Giao thông trong thời hạn không quá 2 phút đối với dữ liệu hành trình, không quá 5 phút đối với dữ liệu hình ảnh người lái xe kể từ khi máy chủ dịch vụ nhận được dữ liệu. Trường hợp đường truyền bị gián đoạn, chậm nhất trong thời hạn không quá 5 ngày, đơn vị kinh doanh vận tải phải gửi đồng thời dữ liệu cũ và dữ liệu hiện tại khi đường truyền hoạt động bình thường và phải có sự chấp thuận của Cục Cảnh sát Giao thông. Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa báo cáo Chính phủ về nghiên cứu tiền khả thi dự án Vành đai 4 Thành phố Hồ Chí Minh. Dự án có tổng chiều dài khoảng 159,31 km đi qua Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, Đồng Nai, Long An và Bình Dương. Đây là dự án quan trọng quốc gia do Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư. Tổng mức đầu tư giai đoạn 1 sơ bộ khoảng hơn 122.000 tỷ đồng. Dự án được đầu tư theo phương thức đối tác công tư PPP, loại hợp đồng xây dựng, kinh doanh, chuyển giao BOT, có sự tham gia của nguồn vốn nhà nước, gồm ngân sách trung ương và ngân sách địa phương, phần còn lại là nguồn vốn của nhà đầu tư. Đánh giá về phương thức đầu tư, tờ trình nêu rõ trường hợp đầu tư công, chỉ tính riêng dự án đầu tư đường Vành đai 4 Thành phố Hồ Chí Minh cần bố trí khoảng hơn 166.000 tỷ đồng vốn ngân sách nhà nước. Trong khi đó, ngân sách trung ương hiện đang tập trung triển khai các dự án lớn, còn ngân sách một số địa phương có dự án đi qua còn khó khăn, chưa thể cân đối để đầu tư theo hình thức đầu tư công. Chính vì vậy, việc triển khai đầu tư dự án Vành đai 4 Thành phố Hồ Chí Minh theo phương thức đầu tư PPP là cần thiết để giảm áp lực cho nguồn vốn đầu tư công. Tối 23 tháng 11, đêm đấu giá gây quỹ cho chương trình Vết sẹo cuộc đời Scar of Life lần thứ 11 diễn ra tại Thành phố Hồ Chí Minh. Sau phần đấu giá, ban tổ chức thu về 300.000 đô la Mỹ, tương đương hơn 7,6 tỷ đồng, giúp 200 em nhỏ bị bệnh tim bẩm sinh được cứu sống. Ngô Thanh Vân là đại sứ của chương trình 13 năm qua. Cô diễn thuyết truyền cảm hứng bằng song ngữ Việt Anh về ý nghĩa của chương trình để kêu gọi quyên góp.
các vật phẩm đấu giá gồm chiếc ghế chess và dôm theo phong cách cổ điển do Robin King Olsen thiết kế, tranh tứ phủ của nghệ nhân Lê Đình Nghiên, người được coi là nghệ nhân cuối cùng của dòng tranh hàng trống, tranh sương sớm của họa sĩ Lê Thanh Sơn, tranh ký ức Hà Giang của họa sĩ Hồ Hồng Lĩnh. Trong đó, tranh tứ phủ của dòng tranh hàng trống do Jun Phạm quyên góp. Trong 10 lần tổ chức, Vết Sẹo Cuộc Đời đã gây quỹ được hơn 3 triệu đô la Mỹ, cứu sống 2.768 em nhỏ mắc bệnh tim. Hội đồng Giáo sư Nhà nước vừa ký quyết định công nhận đạt chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2024 cho 614 ứng viên, trong đó có 45 giáo sư và 569 phó giáo sư. Một ứng viên phó giáo sư đã xin rút hồ sơ theo nguyện vọng cá nhân và được hội đồng chấp nhận. Như vậy, so với năm ngoái, số ứng viên được công nhận đạt chuẩn giáo sư, phó giáo sư năm 2024 đã giảm. Năm ngoái có 630 ứng viên được công nhận giáo sư và phó giáo sư. Theo danh sách năm nay, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh là đơn vị có nhiều ứng viên đạt chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư nhất với 40 người. Đại học Quốc gia Hà Nội xếp thứ hai với 34 ứng viên được công nhận. Trường Đại học Cần Thơ xếp thứ ba với 26 người. Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam là đơn vị xếp thứ tư với 23 ứng viên được công nhận đạt chuẩn. Ngày 21 tháng 11, bà Kathy Hochul, nữ thống đốc đầu tiên của bang New York, Mỹ, đã ký dự luật bãi bỏ quy định nếu ngoại tình có thể bị phạt tới 3 tháng tù. Bà Kathy Hochul được công chúng đặt cho biệt danh là nữ thống đốc phi thường khi liên tục đưa ra các quyết định cho thấy sự quyết liệt và mới mẻ. Ở New York, người có gia đình mà ngoại tình với người khác là vi phạm pháp luật. Điều này được quy định từ năm 1970. Tuy nhiên, kể từ năm 1972 đến nay, chỉ có 13 người bị buộc tội ngoại tình và chỉ có 5 người bị kết án. Trong các vụ ngoại tình bị phát hiện, đa phần các bên liên quan đều thỏa thuận để ngưng buộc tội. Bà Kathy Hochul cho biết, khi đặt bút ký dự luật hợp pháp hóa ngoại tình, bà cảm thấy có phần khó xử vì chính bản thân đang có cuộc sống hôn nhân hạnh phúc với chồng. Tuy nhiên, bà biết ở ngoài kia, mọi người thường có nhiều mối quan hệ phức tạp. Bà cho rằng những người trong cuộc mới chính là cá nhân giải quyết các vấn đề này, chứ không phải hệ thống tư pháp. Tại Mỹ, lệnh cấm ngoại tình vẫn còn được áp dụng ở một số tiểu bang, thậm chí ở Oklahoma, Michigan và Wisconsin, ngoại tình vẫn bị xem là trọng tội. Vừa rồi là những tin tức đáng chú ý trong ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong bản tin tiếp theo.